Trần Quang Khải để mình đi đến cái số nhà 190A của cô chú anh chị. Thì với những cái email, những cái lời nhắn nhủ rất là chân tình và rất là nhiệt tình, thì hôm nay em lại có dịp cùng cô chú anh chị mình lang thang đi đến cái cung đường này ở cái buổi tối, để mình xem một cái buổi chiều ngày xưa chúng ta còn ở Sài Gòn và mình cũng hay đi tập thể dục cái giờ này. Và kế bên còn có một cái dãy nhà xưa, nhà cổ nè. Dãy nhà có cùng kiến trúc đó. Rồi, video nãy giờ cũng đã dài rồi. Chắc em xin tạm dừng cái video tại đây. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên người thân và gia đình bạn bè nhé. Hiện tại chúng ta đang đứng ở đây là khu vực Tân Định, chợ Tân Định, và trước mặt chúng ta đó là nhà thờ Tân Định, có một cái sắc màu rất là đặc biệt ở vùng đất Sài Gòn Tân Định ngày nay. Thì hiện tại chúng ta đang đứng ở đây là ngay trước cổng chợ nè, và nơi đây là đường Hai Bà Trưng. Đây cổng chợ Tân Định ngày nay. Thì ngày hôm nay em sẽ dẫn bà con mình chúng ta cùng đi chơi nha, đi dạo một vòng ở con đường Hai Bà Trưng này, để đi đến một cái con đường Trần Tuấn Khải, và thẳng cái camera đây chúng ta sẽ đến cầu Kiệu về Gò Vấp, Phú Nhuận, và chợ chiều hôm nay thì cũng như chợ Bến Thành, thì bà con chuẩn bị dọn hàng rồi. Qua bên đây là đường Bà Lê Chân nè. Rồi chúng ta cùng đi một vòng đường Hai Bà Trưng này, để đi đến cung đường Trần Quang Khải, và nhân đây cũng gửi đến cô chú anh chị những hình ảnh về cung đường này luôn ha. Và chúng ta sẽ đi ngang một cái căn nhà mà có nó một cái nơi mà nó gắn liền với kỷ niệm của các anh chị và các bạn. Đó, chợ Tân Định ngày nay thì bây giờ chuẩn bị đóng cửa rồi. Và chợ chiều thì một vòng ở ngoài chợ có bán trái cây rồi với những cái món đồ ăn vặt ở bên hông chợ ha. Hai tay cây rất là tươi nè. Và ở đây có sushi, pizza, và những cái sạp trái cây ban đêm nè. Ông nhìn thấy trái cây rất là hấp dẫn ha, rất là tươi. Chợ buổi tối thì chỉ có những cái ngành hàng trái cây, và kế bên thì có cái bệnh viện Tân Định, bệnh viện quận 1. Và chúng ta nhìn qua đây là con đường Trần Quốc. Để em xem qua đường này đường gì cái đã. Trần Quốc Trần Quốc Toản. Và con đường này cũng đi đến đường Trần Quốc Thảo luôn nè. Và chúng ta đi lại chút xíu nữa thì có cái giao lộ Yên Đỗ và Hai Bà Trưng. Đây là bệnh viện quận 1 ở khu vực Tân Định.
thì Tân Định ở khu vực này nó giao với Đa Cao, phường Đa Cao, quận 1, nơi giao thoa giữa Đa Cao và Tân Định. Thì đối với khu vực Đa Cao này, ngày xưa thì con đường Trần Tuấn Khải rất là nổi tiếng, là một con đường rộng rãi, vỉa hè thông thoáng, phía sau những dãy nhà thì có những cái luống rau rồi đất trống rất là nhiều ha, đồng ruộng. Mặc dù ở khu vực trung tâm Sài Gòn, theo những thông tin này thì em cũng tìm hiểu ở trên mạng, không biết ngày xưa có phải như vậy không ha. Thì nếu mà cô chú anh chị có cái ký ức về nó thì cho em xin cái comment nha. Chúng ta đi một tí nữa thôi là sẽ đến đường Trần Tuấn Khải. Ủa, Trần Quang Khải nha, Trần Quang Khải, em lỗi của chú anh chị em nhầm. Trần Tuấn Khải thì ở quận 5. Sài Gòn bây giờ là 6 giờ tối, 6 giờ chiều. Hôm nay thứ bảy cuối tuần nên xe cộ cũng không có đông lắm. Bởi vì học sinh không có đi học rồi. Nhân viên thì có một số công ty thì không có làm ngày thứ bảy. Và nơi đây có cái quán dịch quay Hồng Thắng. Dịch quay gà luộc. Và bây giờ cũng 6 giờ nên đèn đã lên. Chúng ta thấy một cái sắc màu mới của Sài Gòn, đổi lấy những cái hình ảnh ban ngày oi bức, nóng nực. Với khu vực này thì không có nhiều cây cối, nên thành ra nếu mà trời nắng thì sẽ rất là nắng. Và chúng ta thấy bên đây có những con đường nhỏ nhỏ, có lẽ ngày xưa là một con hẻm, nhưng mà ngày nay nó là một cái tên đường. Hình như là đường Nguyễn Văn Mai. Và đi vài bước nữa chúng ta đã đến cái đường Trần Quang Khải, để mình đi đến cái số nhà 190A của cô chú anh chị. Thì với những cái email, những cái lời nhắn nhủ rất là chân tình và rất là nhiệt tình, thì hôm nay em lại có dịp cùng cô chú anh chị mình lang thang đi đến cái cung đường này ở cái buổi tối, để mình xem một cái buổi chiều ngày xưa chúng ta còn ở Sài Gòn và mình cũng hay đi tập thể dục cái giờ này. Thì bây giờ mình nhìn lại ha. Ta nhìn xa xa ở giữa camera đó là cái giao lộ Yên Đỗ và Hai Bà Trưng. Và đi thẳng hướng này mình sẽ đi đến cầu Kiệu, đi thẳng về Gò Vấp. Rồi đây là đường Trần Quang Khải. Và đầu đường có cái quán, cái nhà hàng karaoke rất là nổi tiếng, Karaoke Kingdom, karaoke VIP nhất Sài Gòn á. Nếu các anh chị các bạn có về Sài Gòn chơi thì hãy thử vô Kingdom xem nó VIP cỡ nào ha. Và chúng ta nhìn qua con đường Trần Quang Khải để mình đi đến cái số nhà 190A, để em xem coi. Quay không được nữa Sơn ơi. 190A thì nằm bên tay trái, nằm bên kia đường luôn ha.
đối với con đường này buổi tối cũng rất là nhộn nhịp, tấp nập những cái hàng quán cơm sườn ba gường. Nhìn cái thiết kế cũng rất là xưa hả, có lẽ quán này rất là lâu rồi. Và chúng ta sẽ đi thật là chậm để mình nhìn thấy rõ hơn cái khung cảnh của ngày hôm nay so với ngày xưa như thế nào. Và mình sẽ đi, nếu kịp thời gian chúng ta sẽ đi hết con đường này, còn không thì mình sẽ đi một đoạn ha, để cô chú anh chị khỏi xem dài quá ngán. Khúc còn lại mình sẽ gặp nhau trong cái video sau nha. Và chúng ta nhìn qua đây hình như ngày xưa là một cái cư xá hay sao, những ngôi nhà có kiến trúc giống nhau quá nè. Có lẽ là nhà thôi chứ không phải cư xá đâu, mà thiết kế cùng kiến trúc. Và bên đó là số 194 194 à. Mình đi vừa qua số 192 rồi hả, 194B. Để mình xem kỹ hơn nha. Như là số lùi. Mình sẽ đi tới một tí nữa. Đây 190 lô tốt là 192. Rồi kế bên Phú Hưng Gia, nhà nâu nâu cũng là 192 luôn. Và kế bên đó có ngân hàng Zimbabwe. 100 xem địa chỉ xem nào. Có lẽ đó là 192A. Và cái mặt tiền bây giờ đã thay đổi rồi, nên các anh chị các bạn cô chú mình nhìn không ra đâu ha. Và kế bên có 192 192B, 192E là quán cơm tấm Kiều Giang. Thì em nhớ không lầm thì ngày xưa nơi đây cũng là một cái ngân hàng, mà ngân hàng Nam Á thì phải. Thì em cũng ít đi khu vực này và thỉnh thoảng có đi ngang và nhìn thấy. Nhưng mà hôm nay thì là ngân hàng Zimbabwe, ngân hàng quân đội. Chúng ta nhìn lại cung đường mình vừa đi qua ha. Chỉ vài bước đó thôi là mình sẽ đi đến chợ Tân Định, cung đường lúc nãy. Và chúng ta tiếp tục nha, đi một xíu nữa để xem coi đường này như thế nào. Và kế bên còn có một cái dãy nhà xưa, nhà cổ nè. Dãy nhà có cùng kiến trúc đó. Đối với cái đoạn này thì có rất là nhiều cái tiệm sửa xe, dán đề can, rồi những cái nhà hàng, rất là nhiều nhà hàng. Lần đầu tiên em cũng đi bộ đến cái cung đường này và vào cái giờ này. Nếu hình ảnh nó không rõ thì cô chú anh chị thông cảm ha. Đây cũng là một cái video để chúng ta tham khảo khi mà đến Sài Gòn về đêm ở cái khu vực này như thế nào. Thì theo em tìm hiểu tài liệu thì ngày xưa phía sau những cái dãy nhà này là những cái luống rau, những cái đầm lầy, những cái đồng trống. Và chúng ta thấy ở đây có cái chú chạy xe ôm và chú ngủ trên xe luôn. Và phía sau cái dãy nhà này là con đường Đặng Dung, một con đường cũng rất là ngắn đó. Và chúng ta thấy đây cũng có những cái tiệm photo, rồi những nơi sửa xe nè, sửa xe máy.
đi thẳng đường này chúng ta sẽ đến đường Đinh Tiên Hoàng, và nơi đó có chợ Đa Cao. Thì bây giờ có lẽ chợ cũng đã đóng cửa rồi, nên thành ra mình sẽ đi một đoạn ngắn nữa thôi, để mình có thể hình dung ra cái cung đường ở cái khu vực nhà của chúng ta và cái vị trí ở đây như thế nào ha. Ngày xưa thì ở đây có cái quán bánh xèo cũng rất là nổi tiếng, nhưng mà những cái quán đó hình như cũng không còn nữa. Ta vừa qua đường đó là đường cơ bản đường xa quá, nhìn không rõ. Đi thẳng hướng này mình sẽ đi ra khu đường Phan Xích Long nè, đi về Bình Thạnh, qua khu Vạn Hoa đó. Bên kia là đường Trần Nhật Duật. Và chúng ta nhìn tiếp cái đoạn này nữa ha. Mình đi một đoạn nữa thôi, rồi chúng ta sẽ nói lời chia tay tại khung cảnh này. Tại vì tối quá mà xàm sợ của chú anh chị mình nhìn không ra. Nhưng mà Sài Gòn về đêm thì cũng có những cái hình ảnh rất là thú vị, những cái sắc màu, những cái lung linh về đêm. Sài Gòn lung linh sắc màu. Ở đây có quán sủi cảo, Nam Y. Quán sủi cảo này tấn ký mì da, quán sủi cảo ở ngoài ra đây ngồi luôn, nó rất là mát. Thì đằng sau những cái dãy nhà này thì cũng chúng ta cũng có thấy những cái hàng quán, những cái nhà hàng karaoke, những nơi vui chơi giải trí của các trấn Mài Râu. Con đường này cũng nổi tiếng về vấn đề vui vẻ. Như bên kia chúng ta cũng thấy có quán massage 152 Food Body. Mặc dù bề ngoài cũng thấy cũng bình thường như bao con đường khác thôi, nhưng con đường Trần Quang Khải này cũng có rất là có giá. Với những tụ điểm ăn chơi về đêm rất là sôi động. Rồi video nãy giờ cũng đã dài rồi, chắc em xin tạm dừng cái video tại đây. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo, một số hình ảnh về ngôi nhà 190A Trần Quang Khải, cũng như nơi đó bây giờ là ngân hàng Zimbabwe, ngân hàng quân đội. Gửi đến anh chị và các bạn, chúng ta cùng nhau cập nhật về cái hình ảnh ngôi nhà ngày xưa, nơi mà chúng ta đã có thời gian gắn bó với một cái khoảng thời gian dài. Và nơi đây là giao lộ của Trần Khắc Chân, Nguyễn Hữu Cầu. Bên đây là Trần Khắc Chân. Những con đường này chúng ta đều đi ra cái khu Phan Xích Long hết ha. Và bên đây là Nguyễn Hữu Cầu. Bên kia là có con đường Nguyễn Phi Khanh để đi đến Đinh Tiên Hoàng.